Xin chào tất cả quý vị các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và hôm nay tôi chia sẻ với quý vị các bạn một cái video nói về những dòng xe mà tầm khoảng 250 triệu quay về. Và thì 250 triệu quay về chúng ta có thể mua dòng gì, đó là Morning, số sàn hoặc số tự động, đời khoảng 08, 09, Vios, đời khoảng 04, 05, Forager, đời 2003, 2004, vừa số sàn vừa số tự động. Bên cạnh nữa thì có cả Gate đời 2010, bản nhập, bản full, tức là hai đèn trần. Nữa thì đó là Atit đời 2002, 2003, 7 chỗ. Thì có Isuzu 2004, 2003, 2004 lốp treo. Và có Jelly đời 2007, xe đẹp. Cắt Kia Cariva đời 2008, 2009. Mazda Prey, Mazda 5 chỗ, 7 chỗ, đời 2003 đến 2004. Bên cạnh nữa thì có Camry đời 99, 2000. Và có Avel đời 2011, 2012, thậm chí là Lacetti đời 2010, 2011. Thì những cái dòng xe như vậy, chúng ta có thể lựa chọn được cái tầm tiền khoảng 200 đến 250 triệu quay về. Thì là chúng ta có thể có một cái nick những con xe như vậy. Thì những cái dòng xe như vậy, thì những dòng xe nào là đang được thị trường lựa chọn nhất? Thì có cả Crown nữa và một vài những dòng xe khác. Thì như vậy, nhưng mà tôi thấy lựa chọn nhiều nhất đó là Morning và Vios, Mazda 626, Mazda 323 và Forager đời 03, 04, 05 số tự động, là những tầm tiền như vậy. Vios G đó là tầm tiền là như vậy. Thì đấy là những cái dòng xe mà nhiều người đang sử dụng và lựa chọn nhất. Thì đấy là cái video tôi chia sẻ với quý vị các bạn. Và cái video sau thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một vài những dòng xe khác nữa. Thì đó là cái mà để cho chúng ta lựa chọn những dòng xe vào thời điểm này. Cái tầm tiền thì vì lý do là năm nay ấy, thì có rất nhiều người vẫn đang chờ thuế và rất nhiều người vẫn đang dục dịch để chờ xem là có cái biến động gì không vào thị trường Việt Nam, thì người ta sẽ mua những dòng xe như vậy để đi tạm. Thì có nhiều người hỏi là có nên mua hay không, thì cái này tùy thuộc vào sự lựa chọn, nhưng mà theo tôi thì là nên mua. Có một lý do là chúng ta mua dòng xe như vậy thì chúng ta không lỗ nhiều nữa, bởi vì là đối với dòng xe thì xe cũ thì chúng ta mua đối với thị trường nó sẽ tụt đi khoảng, nếu như chúng ta mua dòng xe đó thì vào một năm thì chúng ta sẽ lựa chọn sẽ tụt đi khoảng 20-30 triệu, nhưng mà nếu mua xe mới thì sẽ lựa chọn sẽ tụt đi khoảng 160-170 hoặc thậm chí 150. Nhưng mà bên cạnh nữa thì nếu người nhiều người cứ chờ là thuế để năm 2018 mới mua thì lúc đấy đường nó chật quá rồi, không có xe cũng chẳng muốn đi nữa. Thậm chí là nếu như nó có tụt thì cũng tụt so với thị trường là thuế thì cũng chỉ tụt đi khoảng từ 3-50 triệu. Thì chúng ta chờ như vậy thì chúng ta không có xe đi trong năm nay, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn. Bây giờ chúng ta có thể đi mua thì là chúng ta sẽ được lựa chọn đi ngay. Thì có nhiều người có hỏi nên mua hay không, thì cái này tùy thuộc vào mỗi gia đình và tùy thuộc vào kinh tế của mỗi người và tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của mỗi một người, không đúng không sai. Sang năm mua thì cũng được, mà năm nay mua thì càng tốt, không sao cả, bởi vì chúng ta được hưởng thụ ngay thời điểm này. Thế sang năm nếu nó tụt thuế, chúng ta có thể là bán đi, chúng ta mua một con xe mới cũng không sao hết, chúng ta vẫn tụt bằng lấy tiền, bởi vì không ai một lý do người ta mua xe 400-500 triệu, bây giờ người ta có thể bán đi với tụt đi 200 triệu cả. Cho nên các bạn, quý vị các bạn thì hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn một con xe như vậy để đi, không có sao hết. Thì đó là cái video mà có nhiều người cứ hỏi ra là cái tầm tiền đó thì mua được xe nào. Thì đây là một xe Vios vào đời 2004 thì nó chỉ khoảng 225 triệu thôi. Chúng ta sẽ đi qua dòng xe này cho quý vị các bạn tham khảo. Vì nó do là nó tối rồi, cho nên cũng có thể là nó sẽ không nét ban ngày, hoặc có thể nó sẽ nét hơn thì cũng không biết được. Đây là dòng xe Vios đời 2004. Thì đây là tắp đi nỉ, tối quá, không nhìn thấy gì hết. Thì nó sẽ tối, nhưng đây là dòng xe đẹp là 204 và một dàn lốp nó là Michelin. Nhưng mà chia sẻ với quý vị là nếu để đi cái dòng xe Vios hoặc là bất kỳ dòng xe khác nào đó thì chúng ta chọn lốp Michelin thì đi xe nó mềm xe hơn. Tôi thử rất nhiều những dòng xe khác nhau rồi, thử rất nhiều những loại lốp khác nhau và cũng thử rất nhiều những cái test thử nhiều loại lốp, thì tôi thấy Michelin đi vẫn thấy ổn hơn, vì do đi nó mềm xe hơn và nó không độ sóc nó ít hơn.
cả cả dòng xe dây hoặc dòng bất kỳ dòng xe gì cũng như vậy, dòng xe Lacetti hoặc là dòng xe khác nó đều như vậy, đều thấy cảm thấy mít xe lạnh đi nó tốt hơn. Thì con này là con xe mà dàn lốp mít xe lạnh tôi vừa mới thay để chạy công vụ, cho nên là xe nỉ nó đây nhìn như này sẽ thấy nỉ nó rất là đẹp và nó chạy nó khá ổn, máy nó khá êm, điều hòa mát. Đó là dòng nói qua về dòng con xe này thì nó tầm tiền ở nó chỉ khoảng 225 triệu quay về thôi, hoàn toàn có thể đi ổn và đi khá tốt. Nó như vậy, máy rất đây tất cả đều máy đều nổ hết, ta phải sờ đến xe mới biết là nổ. Đối với dòng xe máy này là dòng xe Morning và dòng xe Mazda 4Laser máy rất là êm. Nó là như vậy. Nó cũng tối rồi, làm video ngắn để cho quý vị các bạn. Tối rồi, làm một video để chia sẻ với quý vị các bạn về những cái nick cái dòng xe như vậy để gần Tết rồi. Và quý vị có thể là có được cái tầm để gần Tết rồi, quý vị có thể là dựa vào những cái video và quý vị có thể dựa vào những dòng xe như vậy để lựa chọn một con xe là để vừa là tránh rét, là bảo vệ gia đình. Việc nữa thứ hai nữa là để sử dụng một xe hộp để chuẩn bị đi chơi Tết. Bây giờ là tháng 8 rồi, 4 tháng nữa thôi, nhưng mà bây giờ là vào mùa rét, cho nên bảo vệ cái thân thể cho gia đình và cho người trụ cột chính trong gia đình là tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã xem video và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Việc nữa đó là tôi cũng sẽ để lại số điện thoại bên dưới, quý vị có thể gọi điện trực tiếp cho tôi và có thể tư vấn cho quý vị hoàn toàn không, quý vị các bạn hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà vào những thời điểm ví dụ như là từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều đến lúc 7 giờ tối trong khung giờ tôi làm việc. Và nếu quý vị nào mà mong muốn tôi tư vấn nhiệt tình nhất và có xe nhất và mong muốn tôi rằng là bất kể giờ giấc thì quý vị có thể đến gặp trực tiếp salon, tôi có thể tư vấn quý vị anh chị các bạn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo. Hôm nay làm video buổi tối không biết là view có đẹp không. Nếu quý vị anh chị mà cảm thấy rõ mà mong muốn là hôm nào sẽ test buổi tối thì comment bên dưới. Hoặc là để lại, nếu quý vị mong muốn rằng là có những chiến lược mà những cái video mà tôi làm để cho những người bạn của tôi thì hãy để mail bên dưới và tôi sẽ gửi lại những đường link, quý vị có thể click vào đấy xem những video mà không ai biết. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.